muốn xả Không để đâu. Đây. Mình ăn thì mình bỏ vào mình chấm này. Ừ, thế thôi. Vậy. Đây. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn món này chỉ có người Thái mà rất là kỳ công luôn. Tôi giới thiệu qua nhá, thấy ông bà đấy bố mẹ vợ nói này, cái thóc nếp đây này, sau khi gặt về nó đang còn tươi đấy, à, thóc nếp non mang về bỏ lên cái chõ đổ ấy, kia kìa, cái nửng kìa, cái nửng của người Thái kìa, món nửng ấy, món nửng khẩu ấy. Đây vợ tôi bỏ ít nước này, vợ đang dậy thêm vào này. Thóc non ấy mang về đổ lên, đổ chín đi, sau đó đem phơi khô, phơi khô xong rồi đem đi sát, rắc nước vào cho nó ẩm ẩm cái gạo như thế này này, chứ không phải ngâm nhá. Bây giờ sẽ là lại đổ lại lần nữa đúng không? Chỉ lại ăn sôi nhưng mà không à, đấy rất kỳ công các bạn. Đổ thóc lên rồi mới bắt đầu là đem đi phơi thóc non ấy, thóc nếp non ấy, rồi đem phơi rồi đem đi sát rồi lại về lại để vẩy nước vào để cho nó ẩm ẩm như thế này này khoảng 4-5 tiếng từ buổi trưa đến giờ, rồi 4-5 tiếng từ lúc 11 giờ. Cày khẩu hay là món đường khẩu? Cày khẩu, cày khẩu á. Thì thái Mường Tra gọi khác mà Thái Sơn La gọi khác. Cái chuối này tôi nãy vừa mới cắt phụ giúp mẹ vợ đấy. Chuối này rất chỉ là ngọt nhá, ngọt lắm, thơm ngọt. Nó ở cây này các bạn này, đây giống cây đây này. Nó thuộc họ nhà chuối tiêu nhưng mà cây nó cao và to, nhưng quả lại ngắn và bé như lúc nãy tôi quay ấy. Đấy, đây họ nhà chuối tiêu nhá. Đấy giống chuối này thơm. Và một món thứ hai nữa là đây lươn, tiếng Thái là tổ diễn. Lươn to đấy, con này to này. Đây các bạn thấy không? Thấy quan tài tôi không? Đây to như thế này mà, lươn này. Ba con. To lắm này. Thế à? À, lá gì đấy? Lá gì đấy bố? À lọ. Thế à, lá maca. Con cũng chưa thấy cây nữa nhỉ. Cây này ở đâu? Nhưng mà cây này ở đâu? À đây, cái lá, cái maca, gọi là maca, cái nó ca lần trước tôi bỏ vào cái canh bon nhá. Cái mầm non của nó đấy. Mà nó có lên cái bông hoa hoa ăn ghém cái gì vậy nhỉ? Cái bông của nó ấy. Cái hoa của nó ấy. Lần trước ăn ghém với cái gì mà. Đây cái cây này này, lấy cái lá cây này để gói lươn lại để nướng. Người Thái thì hay dùng món nướng lắm vì là điều kiện người ta hay xào xiếc gì đấy, không giống như người dưới xuôi đâu, chủ yếu là một các món nướng thôi. Cây nó ca đấy. Cái lá này thì mùi rất thơm thơm nhá. Không phải lá rong đâu các bạn nhá. Đây, không phải lá dong đâu. Cây ca, vâng. Nó giống cái giềng. Đây, món lươn nướng này, gồm có lá cắt nướng. Vâng, nãy ông vừa bảo là mùi tàu này, xả này, hành hoa này, thì là này, rau húng quế này, húng chó này. Húng quế là húng chó đấy. Thêm gì không ạ? Có mà khen không ạ? À lươn không cho bác khen á. Đây bác này cứ nghĩ đến bác khen này. Thế à? Thêm cả gừng nữa. Vâng. Sao họ bảo không ăn được nhỉ? Con chỉ nghe nói thế thôi. Nhà mình cũng ra. To nhỉ? Nhìn thế này mà to phết đấy. Ừ. Cái này tôi ăn lúc sớm này. Lươn bằng cái này á? Bằng can dao ấy á?
có con nó bằng. Ủa thế thì to lắm nhỉ. Cho gì ạ? À? Cho giò vào đấy, tỏi cho nó cho nhét nhét thì nó ra ấy. À cái giò bếp à? Ừ, giò bếp cho vào đấy. Để cho cho nhét nhét này. Vâng. Rất ngon ngay. Phi ra này nó còn sống này, tôi lại phải đi rửa lại. Nó chưa chết hẳn, nó lại nhảy ra gì. Cái lá cây maca này, cái mầm non của nó này, cái mầm mầm riêng của nó ấy, là bỏ vào cánh bon da trâu, à cánh bon da trâu, cánh bon da bò nữa nhé, cánh bon thịt bò ấy, như cái tập trước tôi mua mận xanh tôi ghi đấy, cái mầm của nó ấy. Dưới đây là lót lá dong, còn đây cái lá maca thơm lắm, rất khẩu. Có nhưng mà phải để cả con đâu bố. À có dần sống của nó không bố? Cái sống của nó có dần dần cho nó mềm không? Không cần à? À phải lấy ra, cho nó cứng. Đùm đùm lại như thế này, cả con luôn. À, rất hay nhỉ. Món ăn người Thái làm như thế đấy. Mấy con gà kìa. À. Gà ngon đấy, gà ta là gà gì đấy. Kìa giống gà gì đấy các bạn ạ. Thịt ngon lắm. Nó được có khoảng to 6-7 lạng thôi, chứ không được như 1 cân, cân rưỡi đâu. Giống gà kia gà. Gà gì nó như thế thôi mà. Nhiều gia vị nhỉ. Con chưa ăn kiểu này bao giờ đâu, nay lần đầu tiên đấy. Con này nó sống dai nhỉ, nãy cắt thế này nó đang còn ngáp này, nó chưa chết này. Vâng. Nó đang còn ngoe ngoẩy này. Mướp ạ, à, quả mướp hương ấy. Sau đó bỏ con lươn vào giữa ấy, cho gia vị vào, sau đó cuốn lại rồi hấp. Kiểu đấy. Sau ấy. Gia vị thoải mái. Xả nữa. Rồi thêm muối mì nữa. Cho được. Vâng. Thế là không cho, sợ là cay. Mình ăn thì mình bỏ vào mình chấm này. Trộn đều này. Có phải ướp lâu hay có nướng luôn bố? Nướng luôn được. Nướng luôn à? Nướng luôn được mà. Mau. Mang kẹp cho ông ơi. Suốt ngày thì cứ theo ông với theo bà để chăm, thì gọi bằng bố mẹ này. Để ra mà. Hay lắm hay rồi. Thế này là
Cái này là cái này nướng lâu lắm nhỉ. Đợi nó chín thôi. Cho vào. Món ra để sau thôi. Món ra để ra thì ok. Và cuộn lại một miếng. Nướng bằng than hoa. Hơi lâu đấy. Cái này chắc phải đến tầm 7 giờ mới được ăn đấy bố nhỉ. Lâu quá nhỉ. Vâng. Giờ đấy mọi người cũng về mà lươn tầm đấy là chín ngon. Chứ không nướng được ăn ngay đâu các bạn nha. Thái món nướng thì rất thì cầu lâu. Lâu lắm. Mà trên này thì điều kiện người ta không phải là cái gì cũng xào được. Không chỉ đặc trưng là các món nướng các bạn nhá. Đấy, người Thái đặc trưng các món nướng. Nóng thật đấy. Đây, phải thêm than vào đây này. Sợ than này nó nóng. Nướng cho nó chín dần dần các bạn nhá, chứ không phải chín ngay. Chín dần. Ôi trời. Nãy giờ mà cũng cho nước nó chảy ra kìa. Chắc chưa lật được đâu nhỉ. Lật à. Ui giời nước này. Nóng dần chín bên trong. Giữ được nước nó ngọt. Đang đổ sôi này. Sôi nếp này nhá. Còn cái món này thì chưa đổ, đang đổ sôi trước đã. Còn món này là món dạng cốm này, cốm đồ này. Thiếu ánh sáng này. Đấy, bây giờ mới đến lượt nãy là đổ sôi rồi nhá. Khói đang nghi ngút kìa, bây giờ là đến lượt đồ cốm này. Đồ cốm này. Kỳ công nhỉ. Gặt thóc non về, thóc nếp non về này. Đồ cho nó chín đi nè, rồi lại phơi khô lại nè, rồi lại mang đi sát nè, rồi lại mang về rảy nước vào, ủ cho nó mềm ra, rồi lại mới bắt đầu lại bỏ vào lại đồ lại tiếp. Cất rất kỳ công. Món ứng. Cây hai khẩu. Cái này món ứng. Hai khẩu, món ứng kia. À, hai khẩu à. Chuối này rất thơm và ngon. Ngọt, thơm. Lại đồ lại tiếp. Chắc lâu lâu nhỉ. À, món lươn này. À, chạy, ui nước à. Đấy, đồ xong là phải trải ra như thế này để cho nó ráo này. Sao bỏ vào cốm khẩu à? Cốm khẩu để đâu nhỉ? Bốc tí xem nào. Mềm nhỉ, ngon. Khô khô nhưng mà lại mềm. Không cứng thế nào ấy. Xong rồi bỏ vào đấy. Đào sôi nó khô đi rồi bỏ vào đấy. Cái kia đâu? Cái này mới à vừa? Cái to này. Đây ba cái nhá. Cần nhau cái này gọi tiếng Thái gọi là cóm khẩu. À, cái kia là ép khẩu. Ép khẩu á? Ép khẩu là cái như là bác sĩ. Thì nó giống cái nắp thế này. Và đựng. Nó giống cái nắp như thế này mà đựng sôi vào trong này ở các đám cưới đều có này. Ép khẩu. Ừ. Còn cái này là cái cóm khẩu, cái giỏ. Ba cái nhỉ, một này. Hai này, ba này, đựng sôi vào trong này, hai phết đấy. Giới thiệu cho các bạn là dưới xuôi nhé, còn người Tây Bắc thì biết rồi. Đấy, vò thành cái cục như thế, nghe đúng không? Nó đều sôi. Đúng rồi, giữa sôi nó mềm, không ướt.
món kiểu quá, lâu lắm đấy. Với cả cái món cóm đồ, à đúng rồi, cốm đồ khẩu háng á, rồi. Ôi đây bà ngoại mua măng bút này đấy. Măng bút nó như thế này đấy các bạn ơi, to, nó to hơn cả măng sạt cơ, mà nó màu nó như thế này này, mà mọc ở trên núi, thấy bảo mọc trên núi đá, trên núi đá cao, núi đá cao mới có này. Ếm núi đá cao nó, cái lá này hình như nó chua chua đúng không? Không chua đâu. Thế là ăn ghém với măng hơi chát à? Để ăn ghém với măng bút này à? Măng bút các bạn nhá. Còn tập trước là ăn măng tre khác và ăn măng sạt là khác. Nó cũng vị đắng nhưng mà không bằng măng sạt đâu. Nó đắng dịu hơn. Măng sạt thì nó đắng mạnh hơn. Tiếng Thái gọi là gì mẹ? Măng bút. Không, cái lá. Băng chắc. À. Băng chắc. Chịu rồi, con không dịch, con không đào theo được, nó ngọng khó nói quá. Lá chát. Ừ. Lá chát thôi. Lá chát thôi. Lá chát thì nó vu khe vào chát này. Cái này chát này. Nhưng mà hơi chua đúng không? Chua đâu con. Nó chát chát à? Chát này ăn tí nữa ăn cơm thử đi. Miêu tả vị của nó. Măng bút. Đấy, to lắm. Vừa nãy cái lại sôi đã, à, cái cốm đã chín. Món này kỳ công phết. Bao nhiêu giai đoạn mới được ra cái cốm đồ này. Chín lên bàn bàn được tháng à. Ăn ngọt ngọt đấy. Ngọt. Nãy con bố đi sát về con cũng nha thử là cái thóc nó vừa sát về nó như thế nào, nó cứ cứng cứng dẻo dẻo dai dai mềm mềm ngọt ngọt. Ăn cơm không đi đâu. Tuyệt vời nhỉ. Có thời gian thì làm như thế. Không có thời gian đúng không? Mất công lắm. Đồ đi đồ lại để được ra lấy cơm. À, lấy xôi này, cốm đồ này được rồi. Có năm thì em ở nhà thì Ôi giời, mềm thơm. Đấy, mềm các bạn nhá. Nhìn nó thế này nhá, nó không bị ướt nhưng mà rất chi là mềm luôn. Ngọt ngọt, ngọt lắm. Cái thơm, thơm xôi. Tuyệt vời lắm các bạn. Khoai ơi là khoai. Ngon các bạn nhé. Cái món này kỳ công đấy. Tôi nói ngay từ đầu video. Sao mà lắc lâu? Bạn Phương vừa ăn xôi. Nãy cái món nãy tôi vừa cũng quay nó là xôi nhá. Còn cái này là cốm đồ nhé. Này Phương này. Cầm đấy. Này bác nắm cho này nguội này. Ngon ăn đi. Ngon nhỉ? Ngon không? Thơm. Tuyệt vời. Hay nhỉ? Cái măng này là chỉ mọc ở vùng núi cao. Và lên thật cao mới có nó. Chỗ Tuần Giáo thì có hai chỗ. Có chỗ Mường Mùn với Tuần Giáo với Mường Mùn. Chỉ có mỗi đất Tuần Giáo Mường Mùn là có. Măng này hay nhỉ? Mà nó phải là mọc ở chỗ nơi âm u nữa. À, bút dịch tiếng Thái là có nghĩa là thiêu đấy. Thiêu. Đi theo ông đi. Ông ơi, để Khoang đi mua bánh đây. Tí là mẹ cho thêm vào luộc là mì chính với bột chua ở súp. Eo ơi, sao lại xoa tay vào nồi đấy cho nó đen tay ra Phương? bảy giờ tối rồi đây các bạn này, tối lắm rồi. Mèo.
Thơm nhỉ? Thơm quá. Tuyệt vời luôn. Thơm. Được chưa mẹ? Opa, trời ơi. Đấy. Đây là cốm nha, không phải xôi đâu các bạn nha. Cốm đồ ấy, ở đầu video tôi quay ấy. Thơm, ngon. Đưa nước thơm mà ngọt. Nó có vị của cái lá maca ấy. Rất là ngon nhá. Còn đây là măng bút này chấm với mắm tép này. Mắm tép chưng lên này. Ngon. Tuyệt vời luôn cái lươn này. Cái lươn này này. Muốn ăn à? Đấy mọi người bảo ăn ghém với cốm này. Nếp. Khoai này, khoai muốn ăn này. Tuyệt vời luôn. Để tôi làm miếng nữa này. Ngon quá. Ăn bằng tay nhá các bạn nhá. Cái này phải ăn bằng tay. Đây. Lá chả biết thấy bảo lá chát chát mà ăn với măng bút đắng đắng này. Chấm với chẩm chéo này vợ làm này. Chẩm chéo thì có cái phần tập mùa mận xanh ấy, tôi có đặt cái link hướng dẫn làm chẩm chéo chấm măng đắng ấy. Đây là chẩm chéo chấm măng bút ăn với lá chát chát lá rừng ấy. Tuyệt vời luôn. Ngon. Cái xôi trắng này này hoặc là cốm này này cũng có thể chấm được với chẩm chéo với lại mắm tép cũng được. Nó đúng là như thế. Vâng. Đây là chát chát này, ăn cho nó đỡ đắng ấy, ăn không hề đỡ đắng nhé, đắng dịu đi. Còn đây là bác Sương bác làm cái món cái này là đuôi trâu. Đuôi trâu thủm thủm này, nấu lá chua này bỏ cả quả bí, nhưng mà nay tôi không được cơ hội tôi theo dõi bác Sương làm, cho bác chuyên gia làm các món ăn dân tộc rất là ngon. Đấy, món ăn của người Tây Bắc đấy. Đúng là như thế. Thum thùm đấy. Cái món này này. Đuôi trâu nấu với lá con vén không? Bỏ với quả bí. Bí non với các loại rau thơm vào với mắc khén vào. Tuyệt vời luôn đấy. Cho chú mượn cái thìa xem nào. Này con cũng muốn ăn này. Ăn thử xem thế nào nhá. Gọi là thum thùm nhưng không thum thùm nữa các bạn nhá. Tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn. Nó hợp với họ nhà xôi. À. Kim đang làm này. Đấy. Đơn với lại cốm đồ đấy. Cái món này cốm này làm kỳ công lắm. Làm như chị Kim đấy, theo bó lại. Nắm chắc lại. Đấy, đưa cho Phương. Này, Phương à. Con này. Ăn nó ngon nhất. Đấy. Rồi, chào các bác nha. Chúc các bác ngon miệng. Rồi, tạm biệt.